Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập Tập 55 Xin mời mở bản kinh ra Phần khoa chú Nguyễn Trung Trang 91 Trang 91 Đếm ngược đến hàng thứ hai Phẩm thứ tám Các vua Diêm La khen ngợi Mời xem Kinh Văn Nhĩ thời Thiết Vi Sơn Nội hữu vô lượng quỷ vương Giữa diêm la thiên tử Câu nghệ đao lợi Lai đáo Phật sở Trước tiên chúng ta xem đoạn này Tình trạng ở trong lục đạo Bộ kinh này nói rất tường tận thế gian tương truyền có mười điện diêm vương quả thật là có chuyện này năm xưa tôi ở đài bắc tổng cán sự của tổng hội phật đà Giáo dục cơ kim của chúng ta Là cư sĩ giảng phong văn nói với tôi Trong lúc Ông ngồi thiền định Có thấy qua rất nhiều lần Ông kể với tôi Ông nói ở trong cõi quỷ của vua Diêm La Xem ra người cõi này dáng dấp không cao lắm Đại khái cao chỉ khoảng ba thước tàu nhìn thấy rất rõ ràng. Còn chúng sanh ở trong cõi quỷ thì rất nhiều người đích thân tiếp xúc được. Nhất là ở trong bệnh viện. Các bác sĩ, y tá ở trong bệnh viện họ rất tin chuyện này. Có rất nhiều người đã từng gặp qua rồi ở đài bắc có tổng y viện vinh dân trước đây tôi có người bạn học phục vụ ở trong đó anh ấy kể cho tôi nghe đều là đích thân mình từng trải qua anh ấy nói nếu như phát hiện thấy có đại quỷ vô thường trước cửa phòng bệnh trong tập tục của người trung quốc nói là bạch vô thường hắc vô thường nếu như gặp phải hay nhìn thấy thì người trong phòng bệnh này nhiều nhất thì chỉ có ba ngày thì họ sẽ qua đời rồi cho nên chúng ta nói đến chuyện quỷ thần ở trong phật giáo thì họ hầu như đều là tin sâu không nghi chúng ta đối với lời dạy của phật ở trên đại kinh phật đã nhiều lần nói với chúng ta như lai là nói lời chân nói lời thật nói lời không vọng nói lời không hư dối những gì nói ra đều là chân tướng sự thật tuy là chân tướng sự thật nhưng cũng không nằm ngoài một nguyên tắc những tướng này cũng không phải chân thật giống như cõi người chúng ta vậy đủ thứ hiện tượng ở trong cõi người hiện nay của chúng ta cũng không phải là chân thật trên kinh nói phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng nhưng những hiện tượng này nó có tồn tại tướng có tánh không không có tự tánh cho nên nói nó không tịch những loại hiện tượng này nếu như bạn không hiểu rõ không rành rẽ bạn ở trong đây khởi phân biệt chấp trước thì bạn phải chịu khổ nạn đây là điều chắc chắn không thể tránh khỏi rồi nếu như bạn sáng tỏ hiểu rõ đứng trước những hiện tượng này không khởi phân biệt không khởi chấp trước thì những hiện tượng này không có chướng ngại rồi đúng như lời trong kinh hoa nghiêm nói lý sự vô ngại sự sự vô ngại thì bạn ở trong đời sống được đại tự tại nghĩa thú đích thực của lời phật dạy là ở chỗ này nhĩ thời là sau khi nói xong phẩm lợi ích cho kẻ còn người mất là vào lúc này bởi vì ở phía trước ở trong phẩm này nói cho chúng ta biết cần phải kỷ niệm như thế nào giúp đỡ như thế nào siêu độ như thế nào đối với người qua đời để cho người mất thật sự là được lợi ích bất luận họ đọa lạc vào cõi nào cũng đều được lợi ích cho dù sanh vào cõi nhân thiên hưởng phước thì cách siêu bạc này cũng có thể làm tăng trưởng thêm phước báo của họ họ ở trong ác đạo có thể giúp họ siêu sanh Ở cõi địa ngục có thể siêu sanh đến cõi ngạ quỷ thì lợi ích này đã là rất lớn, rất lớn rồi. Nếu như có thể sanh lên cõi người, cõi trời thì phước đức đó sẽ càng lớn hơn nữa. Cho nên vua Diêm La họ có quan hệ rất mật thiết. Đối với những sự việc này sau khi nghe xong Họ vô cùng cảm động Đến khen ngợi Thiết vi sơn nội Phần trước đã nói rồi Đây là Nơi mà người thế gian chúng ta Gọi là âm tàu địa phủ Rốt cuộc núi thiết vi ở đâu? con người chúng ta không nhìn thấy trên kinh nói thiết vi tu di nói biển lớn đều không phải là nơi mà mắt thường chúng ta nhìn thấy được mới nghe qua tựa hồ như là không thể nghĩ bạn trên thực tế hiện nay nhà khoa học chứng minh cho chúng ta đây là quan hệ giữa thời gian và không gian khác nhau không gian cư trú của chúng ta gọi là không gian ba chiều không gian bốn chiều đã được nhà khoa học phát hiện rồi nhưng hầu hết chúng ta vẫn không thể cảm nhận được còn những chiều không gian cao hơn nữa thì không phải phàm phu chúng ta có thể lý giải được cho nên tình trạng ở trong lục đạo chính là thời gian và không gian khác nhau ở trong đây có vô lượng quỷ vương những quỷ vương này đều dưới quyền cai quản của vua chim la Họ đều tụ hội về trời đau lợi Lai đáo Phật sở Đây là đi cùng với Bồ Tát Địa Tạng Đến tham dự Pháp hội lần này Từ chỗ này Chúng ta có thể thể hội được Pháp hội lần này Ở cung trời đau lợi Của Thích Ca Mâu Ni Phật Đây là Pháp hội cuối cùng là hội cuối cùng trước khi nhập bát niết bàn thế tôn xuất hiện ở thế gian này pháp hội đầu tiên mở ra là trong thiền định tại bồ đề đạo tràng chính là pháp hội hoa nghiêm hoa nghiêm là giảng ở trong định phàm phu chúng ta chỉ nhìn thấy thích ca mâu ni phật ngồi thiền định dưới cội bồ đề chứ không biết được ngài ở nơi đó đang mở đầu pháp hội trang nghiêm như vậy lớn như vậy pháp hội sau cùng là ở cung trời đau lợi pháp hội này cũng là thù thắng vô cùng tình trạng thù thắng nó thật ra là không thua kém Hội kinh hoa nghiêm chúng ta xem thấy ở trong phẩm tựa tất cả chư phật như lai mười phương đều tham dự bạn mới biết pháp hội này lớn cỡ nào đây cũng là cảnh giới không thể nghĩ bạn các ngài đến chỗ của Đức Phật Bên dưới nêu ra danh sưng của các vị quỷ dương Tổng cộng đã nêu ra 34 vị Sở vị ác độc quỷ vương Đa ác quỷ vương Đại tranh quỷ vương Bạch hổ quỷ vương Huyết hổ quỷ vương Xích hổ quỷ vương tán ương quỷ vương phi thân quỷ vương điện quan quỷ vương lan nha quỷ vương thiên nhãn quỷ vương đạm thú quỷ vương phụ thạch quỷ vương chủ hao quỷ vương chủ họa quỷ vương chủ thực quỷ vương chủ tài quỷ vương chủ xúc quỷ vương chủ cầm quỷ vương chủ thú quỷ vương chủ mị quỷ vương chủ sản quỷ vương Chủ mạng quỷ vương Chủ tật quỷ vương Chủ hiểm quỷ vương Tam mục quỷ vương Tứ mục quỷ vương Ngũ mục quỷ vương Kỳ lợi thất vương Đại kỳ lợi thất vương Kỳ lợi xoa vương Đại kỳ lợi xoa vương Anatra vương Đại Anatra vương Tổng cộng đã nêu ra 34 vị 34 vị này cũng là nêu sơ lược danh hiệu 34 vị quỷ vương này. Các vị phải biết họ là 34 loại. Số lượng ở trong mỗi loại thì không biết là có bao nhiêu. Là giống như chúng ta xem thấy những chúng tạp thần ở trong kinh Hoa Nghiêm vậy. Con số ở trong mỗi loại trong kinh Hoa Nghiêm đều là nói vô lượng. Và chỗ này cũng là có cái ý này Ở trong quỷ vương Đã xếp ác độc quỷ vương ở hàng đầu Trong chú giải cũng nói rất rõ ràng Ác độc là thủ lĩnh của các quỷ vương Cho nên xếp lên phía trước đây là thủ lĩnh của các quỷ vương Cho nên Ngài Xếp ở hàng độc Là biểu thị cho Thập ác tam độc Vừa ác là vừa độc Danh xưng là được thiết lập từ chỗ này Những người này có thể tham dự pháp hội của Phật Đà thì chắc chắn là không phải cõi ngạ quỷ thật sự. Nếu cõi ngạ quỷ thật sự thì không có phước đức lớn như vậy, tham dự pháp hội tại cung trời đau lợi. Những người này giống như trên hội hoa nghiêm vậy đều là chư phật như lai pháp thân đại sĩ ứng hóa ở trong đó nghĩa là cần dùng thân quỷ thần được độ liền hiện thân quỷ thần mà độ họ và phương pháp độ chúng sanh cũng khác nhau cần dùng phương pháp ác độc để độ họ liền dùng pháp ác độc cho nên phật giáo hóa chúng sanh có hai môn chiết phục và nhiếp phục thật ra người thế gian chúng ta cũng thường nói có lúc thì thi ân có lúc thì ra oai là cùng một đạo lý này hoàn toàn phải xem căn tánh của chúng sanh phương pháp giáo hóa chúng ta không được dùng sai lúc cần dùng oai thì phải dùng oai Lúc cần dùng tâm từ để giúp họ Thì phải dùng tâm từ Trên kinh Phật nói ái ngữ Ái ngữ không nhất định là nói lời dễ nghe Mà là gì? Là nói có tính yêu thương Bảo vệ chúng sanh thật sự Bạn quở trách họ Giáo huấn họ Mắng chửi họ Là bạn yêu thương bảo vệ họ bạn trừng phạt họ cũng là yêu thương bảo vệ họ những chúng sanh lục đạo tạo tác những tội nghiệp này làm sao có thể tiêu trừ tội nghiệp cần phải dùng loại phương pháp ác độc này để tiêu trừ nghiệp chướng của họ nên bồ tát thị hiện ở trong cõi quỷ ở trong cõi địa ngục Cũng là đại từ đại bi Giúp những chúng sanh tạo nghiệp này Nhanh chóng tiêu trừ nghiệp chướng Pháp Sư Thanh Liên Ở trong chú giải có nói rất rõ ràng Ngài nói ở trong hàng cuối cùng của chú giải là Những vị quỷ vương đó đều là những Bồ Tát Không thể nghĩ bạc Đại quyền ứng hóa Dùng ác công phá ác Dùng độc đối trị độc Đại sư thiên thai giảng kinh Pháp Hoa Có giảng đến tánh ác và tu ác Chú giải bộ kinh này Pháp Sư Thanh Liên Là học giả của Tông Thiên Thai Cho nên ở trong đây Dùng giáo nghĩa của Thiên Thai Nói rất nhiều Đây chính là dùng đọc Trị đọc Là dùng loại phương pháp này Ở trong giáo dục Nho Gia Nói với chúng ta một vị thầy giỏi vị thầy khéo hướng dẫn học trò nhất định phải biết cơ hội giáo dục trong phật pháp gọi là khế cơ khế cơ nhất định phải biết nhận thức được căn cơ phải biết khéo vận dụng cơ hội chúng ta xem thấy trong kinh hoa nghiêm người chân thật học chỉ có mỗi một mình ta ngoài mình ra không có người nào không phải là thiện tri thức không có người nào không phải là phật bồ tát nho gia dạy người trong ba người đi ắt có thầy của ta trong ba người này một người là mình Người thứ hai là nói người thiện Người thứ ba là nói người ác Chỗ này Ác độc quỷ vương là đại biểu cho người ác Đều là thầy Sự thị hiện của họ Khiến chúng ta hiểu rõ thiện ác Khiến chúng ta ở trong đó biết được đoạn ác tu thiện biết rõ nhân thiện quả thiện nhân ác báo ác đây là ý nghĩa của đủ thứ thị hiện giáo hóa chúng sanh cho nên ở trong 53 tham chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng Thắng nhiệt Bà La Môn Cam lộ Hỏa Vương đặc biệt là loại phương pháp giáo hóa chúng sanh của Cam lộ Hỏa Vương đó chính là phương pháp ác độc vị thứ hai nói đa ác quỷ vương thật sự là như vậy thế nhưng tâm địa vô cùng từ bi dùng phương pháp này để chiết phục chúng sanh khiến họ quay đầu hướng thiện căn tánh của chúng sanh khác nhau nên cách thức giáo hóa của bồ tát cũng không như nhau chúng ta từ trong sự giáo hóa này giác ngộ tỉnh ngộ trở lại đó chính là đại thiện tri thức cho nên trong tất cả cảnh duyên chúng ta dùng tâm chân thành tiếp xúc dùng tâm cung kính tiếp xúc lời ấn tổ nói một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Các ngài là thị hiện như thế nào? Chúng ta là học tập như thế nào? Để ở trong đây được lợi ích lớn Ở trong đây sanh ra trí huệ chân thật vị thứ ba là đại tranh quỷ vương tranh tức là đấu tranh hiện nay thời đại này thế tôn nói cho chúng ta biết sau năm lần năm trăm năm là thời kỳ đấu tranh kiên cố bất kể là theo ghi chép của người Trung Quốc hay là theo ghi chép của người phương Tây, thích ca mâu ni phật diệt độ đến hiện nay cũng đã là năm lần năm trăm năm rồi, năm lần năm trăm năm chính là hai ngàn năm trăm năm. Bất luận dùng cách ghi chép nào, thì hiện nay thời đại này cũng là thời đại đấu tranh kiên cố rồi. Nếu bạn nói đạo tràng nào không đấu tranh thì đó rất là kỳ lạ. Như thế chẳng phải Thích Ca Ni Phật nói sai hay sao? Cho nên thế gian ngày nay chúng ta nhìn thấy đấu tranh. Trong cửa Phật cũng là đấu tranh. Mọi lúc mọi nơi không nơi đâu là không đấu tranh. Được mấy người từ trong đấu tranh giác ngộ trở lại Tính trở lại Thực sự giác ngộ Liền tu nhẫn nhịn Họ liền có thể tu nhẫn nhục Ba la mật Có thể thành tựu thiền định Ba la mật tranh đến đỉnh điểm thì mọi người tỉnh ngộ trở lại thấy tranh không phải là biện pháp tranh quá khổ sở thế nhưng nếu không trải qua sự đấu tranh đau khổ như vậy thì họ không giác ngộ bạn nói phật pháp những thiện pháp này với họ họ nghe không lọt lỗ tai những người này những việc này chúng tôi đều đích thân thể nghiệm không trải qua giai đoạn này là không được trải qua họ mới có thể quay đầu cho nên phật bồ tát liền thị hiện ra cảnh giới này khiến cho bạn nếm hết nỗi khổ bạn mới chịu quay đầu vị thứ tư thứ năm thứ sáu ba vị này bạch hổ huyết hổ xích hổ quỷ vương ba loại này chúng ta đều gọi là hổ quỷ vương họ có hình dạng thân người đầu hổ Hổ là loài mảnh thú Nghĩa là mạnh mẽ mà có uy Ngạo mạn mà rất bạo lực Ngạo mạn Bạo lực Quỷ vương nói một cách thông thường đều là người ở nhân gian tu có phước báo quỷ vương địa vị càng lớn thì phước báo càng lớn tại vì sao tu phước báo lớn vậy vẫn bị rơi vào trong cõi quỷ vậy trên kinh luận phật nói cho chúng ta biết nghiệp nhân quả báo của thập pháp giới cõi quỷ là do tâm tham cõi địa ngục là do tâm sân hận ngạo mạn là một phần ở trong sân hận cho nên bạn tu phước báo cực lớn nếu như tham sân bạn chưa có đoạn dứt thì quả báo tương lai của bạn là làm quỷ vương Quỷ vương ở trong cõi ngạ quỷ Quỷ vương ở trong cõi địa ngục Là bạn đi làm cái việc này Vị thứ bảy là tán ương quỷ vương Ương tức là tai ương Người hiện đại chúng ta gọi là các loại dịch bệnh người thế gian tạo tác tội nghiệp cực nặng thì trước tiên quỷ thần sẽ đem rất nhiều tai biến đến ở nơi đó những chuyện này đều là do cảm ứng khởi tâm động niệm họ không khởi cảm ứng với thiên thần không khởi cảm ứng với phật bồ tát mà họ khởi cảm ứng với những thứ yêu ma quỷ quái này mà nó nguy hiểm biết bao nếu như nói cảm ứng đạo giao với thiên thần thì đó là thập thiện nghiệp đạo, tứ vô lượng tâm. Chúng tôi ở trong các buổi giảng dùng phương thức khoa học hiện đại để nói. Chúng ta khởi tâm động niệm thì sống tư tưởng. Còn nhanh hơn cả sóng điện. Sống điện, sống ánh sáng Không thể sánh bằng Sống ý nghĩ Tư tưởng của chúng ta Chúng ta khởi tâm động niệm Một niệm này vừa khởi lên Liền trùm khắp hư không Khắp pháp giới Sống ánh sáng Và sống điện Nói thật ra Tốc độ của nó vẫn rất hữu hạn một giây mới đi được 300.000 km Chưa phải là lớn lắm Nhưng ý nghĩ của chúng ta vừa khởi lên Trong khoảng một sát na đã bao trùm khắp Pháp giới rồi Cho nên nó có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh Chúng ta thường khởi lên ý nghĩ gì? Tham sân si mạng tự tư tự lợi tổn người lợi mình khởi lên loại ý nghĩ này loại ý nghĩ này cảm ứng với người nào vậy sẽ cảm ứng với những loài ngạ quỷ địa ngục ý nghĩ vừa khởi lên thì những quỷ thần này sẽ đến ngay họ đến không phải là đem chuyện tốt lại cho bạn mà họ đem lại cho bạn tai nạn không cùng chúng ta thử xem tên của những quỷ vương này bạn cũng có thể nhận ra được hiện nay thế gian chúng ta xảy ra biết bao nhiêu tai biến biết bao nhiêu hiện tượng thất thường tại vì sao thời trước đây không có chúng ta xem thấy ở trong lịch sử người trước đây khởi tâm động niệm luôn hiền hậu tuy cũng có loại người tổ người lợi mình này nhưng dẫu sao cũng chiếm thiểu số trong xã hội. Phần lớn người ta đều có tâm rất hiền hậu, đều có thể an phận thủ thường. Hay nói cách khác, họ cảm ứng với thiên thần thì nhiều, còn qua lại với quỷ thần thì ít. Cho nên hiện tượng đó gọi là quốc thái dân an. xã hội ổn định nhân dân đều có thể an cư lạc nghiệp hiện nay tâm của người thời đại này khác với trước đây tâm của người thời đại này ác niệm nhiều cảm ứng đạo giao với quỷ thần nhiều cảm ứng với thiên thần ít ỏi hiếm hoi đây là nguyên nhân mà chư phật bồ tát không thể cứu vớt phần lớn đều quy về nghiệp mà bản thân chúng ta đã tạo phật nói trong cộng nghiệp có biệt nghiệp Chúng ta hiểu được đạo lý này Ở trong thời đại này Chúng ta sáng tỏ Chúng ta biết rõ Nhất định phải đoạn ác, phải tu thiện Không được nhìn thấy người khác tạo ác Hình như là không có quả báo Nếu như bạn bình lặng quan sát thực tỉ mỉ Bạn sẽ cảm thấy quả báo thật quá đáng sợ Không những quả báo đáng sợ Mà hoa báo cũng đáng sợ cho nên tán ương quỷ vương đối với chúng ta mà nói là thị hiện để cảnh tỉnh là cảnh cáo cho chúng ta cảnh giác cho chúng ta hiện tượng này tức là đủ dạng tai biến phàm là tất cả hiện tượng không bình thường ngài chỗ này nêu ra kinh đông nhạc nói kinh đông nhạc là của đạo giáo chúng sanh trong thế gian không tin vào nhân duyên quả báo thiện ác họ bất kính trời đất bất hiếu với cha mẹ không tôn trọng thầy cô xem thường thần lý thường hay tráo trở ăn ở hai lòng là tạo những nghiệp này những gì ngài nói chính là hiện tượng phổ biến trong xã hội hiện nay cho nên những quỷ vương này sẽ làm mưa làm gió ở trong thế gian bởi họ cảm ứng với nghiệp lực của tất cả chúng sanh ở nơi đây. Phi thân quỷ vương, đây là một loại phi hành giả xoa. Điện quan quỷ vương, mắt giống như tia điện vậy. Hình dạng vô cùng hung ác Nhìn thấy ai cũng phải sợ hãi Lan nha quỷ vương Răng của họ Giống như loài lan sói vậy Thiên nhãn quỷ vương Pháp Sư Thanh Liên chú giải Ở trong chú giải này rất thú vị Bồ Tát quan Thế Âm Nghìn mắt nghìn tay Nghìn mắt đó của Ngài là ở trên tay Còn nghìn mắt của quỷ vương này Không biết ở chỗ nào Cũng không nhất định là Thật sự có nghìn mắt Giống như nghìn tay nghìn mắt Của Bồ Tát Quán Thế Âm Là tượng trưng Chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa này Ánh mắt của Ngài Vô cùng nhạy bén Dù là vật cực kỳ nhỏ bé Ngài cũng có thể quan sát Nhìn thấy rất rõ ràng Cho nên gọi là thiên nhãn Đạm thú quỷ vương Là chuyên ăn thịt Những loài động vật nhỏ Ý mạnh hiếp yếu Chúng ta nhìn thấy Sư tử hổ báo Đều là thuộc vào loại này Những quỷ vương này Thì hiện ở thế gian Tất nhiên cũng là dùng loại Thân sư tử hổ báo này chuyên ăn những loài súc sanh. Chúng phải thọ nghiệp báo này. Những súc sanh này trong đời quá khứ cũng tạo tác nghiệp ác ở nhân gian mới đọa vào cõi súc sanh. Ở trong cõi súc sanh, họ còn dư nghiệp phải bị quỷ vương sát hại. Những quỷ vương này Làm hại đến họ Đây cũng là quả báo của họ Cho nên Kinh Phật nói Khổ báo tam độ của chúng sanh trong lục đạo Tam độ thì xúc sanh là huyết độ Xúc sanh rất ít khi được chết lành Đều là ăn nuốt lẫn nhau Đều là đổ máu mà chết Cho nên huyết đồ là súc sanh Đau đồ là ngạ quỷ Đau là thí dụ Thí dụ như có người cầm dao Lúc nào cũng muốn giết họ Họ sợ hãi Quỷ luôn sợ hãi họ sống trong sợ hãi thân tâm đều bất an đây là tình trạng thông thường ở trong cõi ngạ quỷ cõi địa ngục gọi là hỏa độ địa ngục hàng băng cũng toàn là lửa địa ngục không lìa khỏi lửa đây gọi là tam độ phụ thạch quỷ vương Tức là kính giác cát đá, lấp sông, lấp biển là loại quỷ này. Quỷ vương chuyên bắt những con quỷ nhỏ và dùng những con quỷ nhỏ này lấp sông, lấp biển. Đặc biệt là giống như lúc nước sông lũ lụt tràn lan đê đập sắp bị đổ vỡ thì quỷ vương này sẽ bắt những con quỷ nhỏ này đi đắp vá những chỗ đê bị vỡ này đương nhiên người mà họ tìm đến đều là những người tạo tác loại nghiệp báo này nếu bạn không tạo loại nghiệp này thì bạn không thể nhìn thấy những quỷ vương này được bạn cũng không thể gặp họ được phàm bạn gặp được thì đó là nghiệp cảm của chính bạn đừng nói là gặp nếu như không có nghiệp này thì ngay cả nằm chim bao cũng không thấy thế nhưng ở trong tình trạng nào đó bạn có thể nhìn thấy ở trong định trong định có thể nhìn thấy cái đó không phải nghiệp lực nếu như không phải ở trong định mà gặp phải những quỷ thần này Thì nhất định có quan hệ với nghiệp lực của mình Thứ 14-15 Là chủ hao, chủ họa quỷ vương Sự việc của hai loại này Tương đối giống nhau Hao là tổn hao Tổn hao tiền của của bạn Họa là tai họa Ngài ở trong chú giải Nêu ra mấy câu nói Ở trong Thái Thượng Cảm ứng Thiên Thái Thượng Cảm ứng Thiên Nói cũng là lời chân thật Trời đất có thần quản lý tội lỗi ti là cai quản là đến điều tra ghi chép thực sự là có ở trong đây có một số là thiên thần có một số là quỷ thần đất chính là nói quỷ thần thiên thần quỷ thần cũng thường hay đến nhân gian để điều tra để mà quan sát dựa theo tội người đó phạm nặng hay nhẹ mà định đoạt số mạng toán tức là số tuổi thọ là số phước lộc mà cả đời bạn có được cũng là số cho nên nếu bạn thật sự hiểu rõ thật sự thông đạt thì quả thật là như lời trong sách đã nói giọt nước hạt cơm đều do tiền định ở trong liễu phàm tứ huấn nói rất thấu triệt có sự có lý chuyện nhân quả báo ứng thì liễu phàm tứ huấn nói thấu triệt hơn thái thượng cảm ứng thiên thái thượng cảm ứng thiên chỉ nói một số điều mục phân tích đạo lý thì liễu phàm tứ huấn nói rõ ràng hơn có thể xem tham khảo lẫn nhau được chúng ta đã biết rõ rồi bạn trong đời này người thế gian nói bạn có bao nhiêu của cải là trong số mạng của bạn đã định sẵn rồi trong số mạng không có dù bạn có dùng hết tâm trí cũng không thể có được. Trong số bạn có, dù bạn chẳng cầu gì cả, nhưng đến lúc nó tự nhiên sẽ đến. Cho nên người xưa nói, quân tử thường vui làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Vương tử hiểu rõ đạo lý này, nên chẳng mong cầu gì cả. Trong số mạng có Thì không thiếu một phân nào Việc gì phải mong cầu chứ Tiên sinh viên liễu phạm Sau khi được thiền sư vân tóc Khai thị một phen Ông giác ngộ rồi Ông buông xả tất cả Mỗi ngày tĩnh tọa Trưởng dưỡng thân tâm của mình không còn một vọng niệm nào. Thiền sư vân cốc rất khâm phục ông, ngồi ba ngày ba đêm trong thiền đường mà không có một vọng niệm nào. Thiền sư tán thán ông, nói ông công phu rất giỏi cuối cùng tiên sinh liễu phàm liền nói sở dĩ ông không khởi vọng niệm là do cảm thấy khởi vọng niệm vô ích chẳng giúp được gì cho nên mới không khởi vọng niệm ông được tiên sinh họ khổng chấm tử vi rồi chấm không sai chút nào mỗi năm đi thi đổ thứ hạng mấy đều chính xác thu nhập của ông mỗi năm được bao nhiêu cũng không sai chút nào cho nên ông tin không khởi vọng tưởng nữa sau khi nói ra nguyên nhân thì thiền sư vân cóc cười và nói tôi cứ tưởng ông là thánh nhân hóa ra ông vẫn là phàm phu phàm phu đó là phàm phu đạt tiêu chuẩn Sau đó Thiền sư Vân Cốc dạy ông Cải tạo vận mệnh Giọt nước hạt cơm của ông Đều là do đời trước định sẵn Đời trước định sẵn như thế nào Tự mình tạo tác Đạo lý này Ông học được từ chỗ thiền sư Vân Cốc Giàu có Trong số mạng bạn giàu có Từ đâu mà có gì Là từ bố thí tài mà có trong đời quá khứ Bố thí tài nhiều Thì đời này Bạn được nhiều của cải Bạn bố thí ít Thì bạn được ít Mặc dù trong đời này Dùng thủ đoạn không chính đáng Để đạt được Vẫn là cho trong số mạng bạn có nếu trong số mạng bạn không có Dù bạn dùng thủ đoạn như thế nào đi nữa Cũng không thể đạt được Như vậy thì Việc gì bạn phải cưỡng cầu Dùng thủ đoạn không chính đáng hiện nay Đã phát tài rồi Thí dụ nói Tiền của trong số mạng của bạn Có thể dùng được 80 năm Bạn có số hưởng lọc 80 năm bạn dùng thủ đoạn không chính đáng Bỗng chốc phát tài to Hoành tài Là thí dụ bạn 40 tuổi Bỗng chốc bạn nhận hết số tiền của 40 năm sau của mình Thì phía sau hết rồi Bạn có được như vậy Bạn hướng dùng hết rồi Thì tuổi thọ của bạn cũng sẽ hết Đây là Lời trong ngạn ngữ nói Lọc hết thì người chết bạn vẫn còn tuổi thọ Thọ vẫn còn Nhưng lọc của bạn đã hết rồi Bạn hưởng hết Phước của bạn không còn nữa Là thuộc loại này Có loại người Họ vô cùng tiếc phước Họ cũng chịu tu phước Tuổi thọ của họ hết rồi Tuổi thọ không còn nữa Nhưng phước này của họ vẫn còn dư Trong tình hình này Họ sẽ kéo dài tuổi thọ Thí dụ nói họ có 60 năm hưởng phước lộc Nhưng trong 60 năm họ chưa có hưởng hết Vẫn còn phước dư Thì tuổi thọ của họ có thể sẽ kéo dài thêm 10 năm Thêm 20 năm Hưởng hết rồi họ mới đi Chúng ta phải biết đạo lý này Phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này Cho nên nếu bạn muốn được giàu có Thì bạn phải tu bố thí tài Càng thí càng được nhiều Nếu bạn muốn thông minh trí huệ Thì bạn phải tu bố thí pháp Nếu bạn muốn khỏe mạnh trường thọ Thì bạn phải tu bố thí vô ý Quả báo mà bạn mong cầu Quả ác có nhân Không tu nhân Thì làm gì có quả báo Cho nên người thế gian không hiểu được đạo lý này Tạo tác tất cả tội nghiệp Cướp đoạt tiền của của người khác Cho là của mình Phương pháp thủ đoạn cướp đoạt Vô lượng vô biên đều là làm việc tổn người lợi mình cho rằng chính mình thông minh cho rằng chính mình khéo léo tài tình thực ra hoàn toàn tính sai rồi đâu biết là thiên địa quỷ thần nhìn thấy rất rõ ràng làm ác nhất định sẽ giảm phước, tổn thọ. Đây chính là loại quý thần chủ hao, chủ họa này. Đây là nội dung phần sau nói. Dựa vào tội người đó phạm nặng hay nhẹ, mà định đoạt số mạng. Nếu định đoạt là giảm, thì nghèo cùng, hao tổn, gặp nhiều chuyện lo lắng, hoạn nạn, ai cũng ghét bỏ. Tai ương, tù tội, ập đến, đều tốt lành, may mắn tránh xa. Sao ác xấu thường, chiếu mệnh. Trong Thái Thượng Cảm Ương Thiên nói chính là những sự việc này. Vị thứ 16, đây là Chủ Thực Quỷ Vương. Đây là ở trong Tập tục dân gian xưng là Thần ngũ cốc Thông thường gọi là Táo thần Cũng là thuộc vào loại này Chuyên quản lý việc ăn uống ở trong nhân gian là quản lý loại này cũng là thuộc về cái mà chúng ta thông thường gọi là phước báo phước báo này là thiên về ăn uống đây là điều mà ở trong đời sống thường ngày Bất kỳ người nào Cũng không thể rời khỏi Cho nên ăn uống trong nhà Phật Có lễ tiết Trước khi ăn Phải dùng tâm thanh tịnh cung kính Để cúng dường Đây là sự kính trọng Đối với loại quỷ thần này hy vọng họ có thể gia trì hy vọng họ có thể phù hộ nếu như chúng ta ăn uống không có điều độ không biết lễ tiết thì những vị thần chủ thực này sẽ không vui nếu như là lãng phí lương thực thì tội lỗi này sẽ rất nặng cần phải biết là thế gian này vẫn còn rất nhiều nơi bị đói chúng ta được ăn uống có bao giờ nghĩ đến những người bị đói đó hay không mỗi lần bạn đang ăn uống đều có thể nghĩ đến họ đây là sự bộc lộ của tâm từ bi đây chính là tích lũy công đức có ý nghĩ này trước rồi khi gặp phải những tai nạn này bạn nhất định sẽ giúp đỡ bạn nhất định sẽ cứu giúp không nên xem thường chuyện này bậc thánh hiền thế gian và xuất thế gian đều nói với chúng ta vậy chúng ta phải ngăn chặn sai lầm ngay từ đầu mới có thể tránh khỏi tất cả tai họa vi tiệm vi là nhỏ bé tiệm là chậm chạp những việc nhỏ này nếu bạn không phòng ngừa dần dần sẽ biến thành đại tai nạn cho nên lễ nhỏ phải giữ phải phòng ngừa lỗi lầm nhỏ. Không phòng ngừa lỗi lầm nhỏ, nó sẽ dần dần hình thành tai họa lớn. Phải biết cái đạo lý này. Vì mà cổ thánh tiên hiền nói, "Vi là khởi tâm động niệm" phải ngăn ngừa từ chỗ này hễ ý nghĩ nào không có lợi ích cho chúng sanh không có lợi ích cho xã hội thì nhất định không được nghĩ khởi lên ý nghĩ này nhất định sẽ mang lại tai họa đối với chính mình Luôn luôn nghĩ gì chúng sanh Luôn luôn nghĩ gì xã hội Thì chắc chắn có lợi ích Tùy trước mắt bạn không nhìn thấy lợi ích Nhưng quỷ thần đã nhìn thấy rất rõ ràng đã ghi chép rất minh bạch Tích thiện nhỏ sẽ thành thiện lớn Tích diệt nhỏ sẽ thành diệt lớn Tích được dày Tích được nhiều Thì sẽ thỏa báo ngay đời này Không cần đợi đến đời sau Chúng ta xem thấy ở trong Liễu Phạm Tư Hướng sau khi viên liễu phàm hiểu rõ đạo lý này rồi Thì cả gia đình ông Đều tu tích công đức Ông được quả báo ngay hiện đời Trong số mạng Ông không có công danh Công danh trước đây là nói thi đổ học vị tiến sĩ Học vị cao nhất này Trong số mạng ông không có Trong số mạng của ông chỉ có đổ tú tài Sau đó ông thi đổ cử nhân Thi đổ tiến sĩ Đều là do tu trong đời này Tuổi thọ trong số mạng Chỉ có 53 tuổi Ông đã sống hơn 70 tuổi Ông không có cầu trường thọ Trong số mạng không có con trai ông đã có được hai người con trai ngoan hiền đây chính là do hiện đời chuyển trở lại được nhờ tu tích nhiều đây là tấm gương tốt cho chúng ta là hình mẫu cho chúng ta cho nên người thế gian thường thường người nghèo khó vẫn có thể tu phước vẫn vui lòng tu phước đặc biệt là người giàu có thường hay lơ là không biết tu phước chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người càng giàu có thì càng keo kiệt càng không dám xả khi họ xài tiền nhất định phải có lợi ích cho họ dường như không có lợi ích ngay trước mắt cho họ thì họ không chịu bỏ tiền họ rất xem trọng danh lợi người như vậy họ hưởng hết phước rồi sẽ không còn phước dư đời sau phải nhận lấy tai ương trừng phạt. Thứ 17 dưới đây là chủ tài quỷ vương. Đây là người thế gian chúng ta gọi là thần tài. Chủ tài quỷ vương chính là thần tài. Trong chú giải ngày chú giải cũng rất hay trong phủ của đông nhạc có người làm chủ tiền tài nhạc phủ là chỉ đông nhạc đại đế thật ra ngũ nhạc là đại quỷ vương địa vị của ông chỉ đứng sau diêm la vương diêm la giống như là vua của một nước vậy Ngũ nhạc Họ quản lý khu vực rất lớn Quản lý rất nhiều tỉnh Cao hơn địa vị tỉnh trưởng rất nhiều Đông nhạc đại đế giống như Quản lý 6-7 tỉnh vậy Họ có khu vực quản lý lớn như vậy Trước đây Trương Thái Viêm Đã từng làm phán quan Ở Đông Nhạc Đại Đế Địa vị của phán quan rất cao Tương đương với chức bí thư trưởng Của người thế gian chúng ta Cho nên ông nói Cho người ta biết rất nhiều Và nói rất tương tận về tình hình Ở trong cõi quỷ Dưới ông Có vị quỷ dương chuyên quản lý Về tài sản ở trong phủ đông nhạc gọi vị ấy là chủ tài án chủ chủ tài án chủ chính là chủ tài quỷ vương người thế gian chúng ta xưng là thần tài thần tài này có vị lớn vị nhỏ dưới đây có hai câu chúng ta phải nhớ kỹ chỉ vậy có tiền của Mà không chịu bố thí Thì quỷ nhìn thấy ganh ghét Bạn có tiền mà không chịu bố thí Thì quỷ cũng ghen ghét bạn Vậy thì phiền phức lớn rồi Quỷ sẽ thường xuyên đến kiếm chuyện với bạn vì vậy Thái Thượng đặc biệt Cấm ngặt việc cướp đoạn tài vật của người khác Đây là điều chúng ta phải đặc biệt nhớ kỹ Cướp đoạt tiền của của người khác Tội lỗi đó là cực nặng cực lớn Nếu như chúng ta bình tĩnh quan sát thật kỹ Không cần đợi đến quả báo đời sau Hiện đời họ đã phải những lấy quả báo rồi. Cái ác báo này sự việc này là rất nhiều rất nhiều trong xã hội hiện nay. Chúng ta xem cổ phiếu trong thế gian Cổ phiếu là gì? Cổ phiếu chính là đánh bạc Đều là cướp đoạt tiền của của người khác Phát tài từ trên cổ phiếu Bạn xem khi cổ phiếu bị tuột giá Họ liền nhảy lầu tự sát Nhà tan cửa nát Là quả báo trước mắt Những thứ thuộc loại này là rất nhiều đây là thủ đoạn không chính đáng những gì họ có được chúng ta vừa rồi mới nói đều là của mà trong số mạng họ có nếu trong số mạng không có thì nhất định không thể có được cướp đoa của người khác vẫn là của mà trong số mạng mình có cũng như là nói hưởng thụ trước mà thôi tổn hại đến người khác là tạo tội nghiệp phước báo của mình hưởng thụ trước hết rồi cũng là tạo tội nghiệp cho nên chúng ta nhất định phải biết tiền của nào cũng có chủ của nó cả tiền của bất nghĩa nhất định không được lấy sau khi lấy rồi nhất định có tai nạn chắc chắn không có lợi ích Phía sau có chủ súc quỷ vương. Súc là súc sanh. Là vật nuôi trong nhà. Những súc sanh này cũng có quỷ thần giám sát. Chúng ta đối xử với những súc sanh này cũng phải có lễ. Xúc xanh thông tánh người Hôm kia Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Kể cho chúng tôi nghe Ở Quang Minh Sơn Có nuôi rất nhiều chó Ở nơi đó có rất nhiều chó được phóng xanh Họ quan sát Thấy những con xúc xanh này có linh tánh Người ưa thích chó Người yêu chó Chó vừa nhìn thấy bạn liền dãy đuôi Rất thân thiết với bạn Người ăn thịt chó, người giết chó Khi chó vừa nhìn thấy Từ xa đã cất tiếng sủa rồi Có thái độ rất hung dữ đối với bạn Nó có thể cảm nhận được Chó có thể cảm nhận được Không chỉ là Loại súc sanh này mà toàn bộ tất cả loài xuất sanh Bạn không hại chúng Thì chúng sẽ không làm tổn hại bạn Chúng ta xem truyện ký của Pháp Sư Ấn Quang Đó là sự thật Tuyệt đối không có một mảy may khoa trương Ấn Quang Đại Sư sau 70 tuổi thì những con mũi bò chét này thấy đều không còn, quấy rầy ngài nữa. Căn phòng này thật sự thường hay có những loại như là ruồi mũi kiến. Khi Pháp Sư Ấn Quang đến ở căn phòng này, thì số động vật nhỏ này liền rời nhà đi hết rồi. Tại vì sao Cả đời ấn quan đại sư Không làm tổn hại động vật nhỏ Trước đây trong phòng cũng có những thứ này Những vị thị giả Và tín đồ của Ngài Muốn dọn đuổi chúng đi Là Pháp Sư nói không cần Cứ để chúng ở lại đó Vì sao vậy? đức hạnh của tôi không đủ để chúng lại là nhằm cảnh tỉnh sách tấn tôi là để cảnh giác cho nên mọi người không dám động đến lâu ngày thì số động vật nhỏ này đều được cảm hóa rồi đây là một thí dụ rất hay Đại sư có thể làm được Tại vì sao chúng ta không làm được Phải thường xuyên sanh tâm hổ thẹn Phải học đọc theo Pháp sư Ấn Quang Dị thứ 19-20 dưới đây là chủ cầm chủ thú quỷ vương Đây là nói đến cầm thú Mỗi loại cầm thú đều có một loại quỷ vương Ngài ở trong đây cũng nói đến 12 con giáp Ở trong ngũ hành mà đại sư Thiên Thai đã nói 12 con giáp đều là cầm thú là thuộc về loại này những quỷ dương này cũng là bồ tát pháp thân đại sĩ hóa thân ở trong đó Vị thứ 21 là chủ mị quỷ vương Mị người bình thường chúng ta gọi là yêu quái Là thuộc vào loại này Chúng sanh thuộc loại này người đời thường nói chúng sống lâu năm sẽ biến thành yêu quái biến thành yêu tinh ở trung quốc thần cây là nhiều nhất cây cổ thụ lâu năm cổ thụ nghìn năm đều có những quái vật này đây là gì vậy trong phật pháp chúng ta gọi là thần cây lâu đời rồi nó dần dần sẽ thông linh nó có thể biến hóa nó cũng có tu hành nó tu phương pháp gì chúng ta không thể biết được ở trong tưởng tượng của chúng tôi có lẽ cũng gần giống như cõi người chúng ta vậy có rất nhiều pháp môn tu học chúng tu hành chưa có lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước nên mới biến thành loại quỷ mị này nếu như lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy thì tương ưng với đạo phật rồi khác biệt giữa đạo phật với tất cả đạo thế gian là ở chỗ này cho nên chúng tu hành mặc dù đắc thần thông mặc dù đắc trí huệ cũng không thể thoát khỏi tam giới lục đạo là chưa thể lìa khỏi phân biệt chấp trước. Vị dưới đây là chủ sản quỷ vương. Sản là nói sinh sản. Chỗ này nói rất rõ ràng là đưa rước bảo vệ sinh sản. Loại quỷ vương này rất được dân gian tôn trọng ở thành phố đại bắc hình như là có một cái miếu thờ bảo sanh đại đế chúng tôi chưa vào nhưng đã từng đi ngang qua cửa của họ rồi nhìn thấy trên tấm biển đề là bảo sanh đại đế chính là thuộc vào loại quỷ dương này Loài quỷ dương này phần lớn là Thân phận phụ nữ Vị thứ 23 là chủ mệnh quỷ vương Đây là trong Kinh Phật nói Tỳ Sa Môn Chủ việc bảo vệ mạng sống Của người trong bốn thiên hạ tỳ sa môn là bắc phương thiên vương trong tứ đại thiên vương tứ thiên vương là tôn bắc phương thiên vương làm thủ lĩnh cho nên gọi là hộ thế thiên vương đây là phật căn dặn họ phải bảo vệ mạng người trong bốn thiên hạ Vị thứ 24 là chủ tật quỷ vương. Tật là bệnh tật. Hễ con người bị bệnh thì quỷ vương này nhất định sẽ có mặt. Bị bệnh. Nói thật ra, người bệnh và thầy thuốc đều là có duyên với nhau. cho nên trong lúc bị bệnh quan trọng nhất là tâm địa phải thanh tịnh từ bi thành kính thì bạn sẽ cảm được sự giúp đỡ của chủ tật quỷ vương bạn gặp được thầy thuốc thầy thuốc kê to thuốc cho bạn cung cấp cho bạn những loại thuốc và phương pháp điều trị này luôn luôn có quỷ thần ở đó giúp đỡ nếu như tâm địa của bạn không thanh tịnh có rất nhiều vọng tưởng đặc biệt là tư tưởng tà ác thì quỷ vương đó sẽ gây phiền phức cho bạn rồi Bên này của bạn sẽ rất khổ bạn phải biết cái đạo lý này Vị thứ 25 là chủ hiểm quỷ vương Đây là nói đến Núi cao, biển lớn Những chỗ nguy hiểm này Đó là khu vực quản lý của họ Hiện nay có rất nhiều người ưa thích leo núi cũng có rất nhiều người thích đi biển đây đều là nơi rất dễ bị gặp nguy hiểm hoạn nạn cực kỳ nguy hiểm phải biết được những nơi này đều có quỷ thần quản lý cả chúng ta cũng có cơ hội đi du lịch ở những nơi này Hiện nay gọi là tham quan du lịch Cho nên trong kinh địa tạng có nói Trước khi chúng ta đi du lịch Tốt nhất trước khi đi du lịch một tuần Phải tụng kinh địa tạng Niệm danh hiệu Bồ Tát địa tạng đủ vạn biến Thì hành trình du lịch của bạn sẽ được thiện thần Phù hộ Trên hành trình được bình an Tại vì sau đọc kinh này Và niệm danh hiệu địa tạng Có thể được bình an vậy Những quỷ thần này Quan hệ vô cùng mật thiết Đối với Bồ Tát địa tạng Bạn có thể tung kính Bồ Tát địa tạng Tu học theo pháp môn Bồ Tát địa tạng Họ nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ họ sẽ lễ kính đối với bạn cho nên những chỗ nguy hiểm này bạn luôn luôn có thể tránh được tai nạn hung dữ dưới đây nói tam một quỷ vương tứ một quỷ vương ngủ một quỷ vương đây là nói từ trên hình dạng của họ Họ có ba con mắt Bốn con mắt, năm con mắt Kỳ lợi thất vương Trong chú dạy nói ý nghĩa Của cái tên này Ở trong phiên dịch Không có nói rõ ràng thế nhưng trong kinh Kim Quang Minh phiên dịch thành đại lực thiên cũng có khi phiên dịch thành thần lửa là thuộc loại này. Chú giải này có thể tham khảo. Phật năm xưa giảng kinh là ở Ấn Độ thời gian giảng kinh ở lưu vực sông hằng là tương đối dài phật nói những quỷ thần này ngài nói kỳ lợi thất vương là ở phía bắc sông hằng khả năng là thuộc vào nhóm quỷ thần này của ấn độ là tên vị thần ở khu vực đó ở phía nam bắc sông hằng anna tra vương người trung quốc gọi là na tra đây là thuộc về những vị ở giữa thiên thần và quỷ thần là ranh giới giữa thiên thần với quỷ thần đại khái là do tứ vương thiên cai quản Tứ vương thiên Cũng có thể gọi họ là thiên thần Cũng có thể gọi họ là quỷ thần Họ là thủ lĩnh của quỷ thần Là do Đao lợi thiên chủ cai quản Chịu sự quản lý của đao lợi thiên chủ Cho nên nói Thật ra họ cũng là đại quỷ vương Tứ thiên vương là thủ lĩnh ở trong quỷ vương Xin xem tiếp kinh văn dưới đây Như thị đẳng đại quỷ vương Cá cá Giữ bách thiên chư tiểu quỷ vương Tận cư diêm phù đề Cá hữu sở chấp Cá hữu sở chủ Đây là nói Tổ chức xã hội ở trong cõi quỷ tình trạng của tổ chức này gần giống với nhân gian nói thật ra loại tình hình này ở trong lục đạo thế giới ta bà thế giới chư phật nơi khác đại thể đều giống nhau cái gọi là người cùng tâm ấy tâm cùng lý ấy về mặt kết cấu đại thể đều là giống nhau Những quỷ vương này Mỗi vị đều có chức trách riêng của họ Các hữu sở chấp Tức là sự quản lý của họ Sở chủ là phạm vi quản lý của họ Họ quản lý những sự vật này Thị chư quỷ vương Giữ diêm la thiên tử Thừa Phật oai thần Cập địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lực Câu nghệ đau lợi tại nhất diện lập Đây là nói rõ Tại vì sao họ có thể tham gia pháp hội Tại cung trời đau lợi này Đây là nhờ nương vào Sức oai thần của Phật gia trì Và Bồ Tát Địa Tạng thường ngày chỉ dạy Bởi nhờ nhân duyên này Họ mới có thể Cùng Bồ Tát Địa Tạng Đến cung trời đau lợi Tham gia Pháp hội lần này Của Thích Ca Mâu Ni Phật được Trong Pháp hội nhất diện lập là ở trong pháp hội có chỗ ngồi của họ đây là giới thiệu nhân vật ra cho chúng ta xem tiếp bên dưới những hoạt động của họ ở trong pháp hội nhĩ thời diêm la thiên tử hồ quỵ hiệp trưởng đây là chí kính bạch phật ngôn thế tôn ngã đẳng kim giả Giữ chư quỷ vương Thừa Phật oai thần cập địa tạng Bồ Tát Ma Ha Lực Phương đắc nghệ thử đao lợi đại hội Diệt thị ngã đẳng hoạch thiện lợi cố Ngã kim hữu tiểu Nhi sự cảm vấn thế tôn Duy nguyện thế tôn từ bi tuyên thuyết Đây là hoạt động quan trọng của họ Ở trong Pháp hội Là đến thỉnh Pháp ngã đẳng phạm vi của chữ đẳng rất rộng có thể nói là tất cả giáo chủ cõi u minh tận hư không khắp pháp giới ở trong kinh hoa nghiêm gọi là thế chủ là chủ thế gian diêm la và quỷ dương cũng là một trong các thế chủ số lượng cũng là vô lượng vô biên pháp hội hoa nghiêm xứng tánh pháp hội địa tạng cũng xứng tánh trong kinh này chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ ràng xứng tánh dùng cách nói hiện nay để nói là độ phá tất cả không gian thời gian pháp hội này hiển thị chính là nhất chân pháp giới pháp giới bình đẳng không có khác gì so với hoa nghiêm được phật lực của phật gia trị và oai thần của bồ tát địa tạng gia trị họ mới có cơ hội tham dự pháp hội lần này dưới đây nói việc thị ngã đẳng hoặc thiện lợi cố tham dự pháp hội này họ vô cùng hoan nghỉ họ được đại phước lành đại lợi ích Có thể ở trong Pháp hội lần này Nghe Phật Và các Bồ Tát khai thị Đây chính là được phước lành Nhưng sau khi nghe rồi Họ vẫn còn nghi ngờ Cho nên dám bạch hỏi Đức Thế Tôn Hy vọng Thế Tôn Chỉ dạy cho họ biết phá trừ nghi ngờ cho họ đây là đến thịnh pháp phật cáo diêm la thiên tử tứ nhữ sở vấn ngô vị nhữ thuyết thế tôn vô cùng từ mi nói với những vị vua diêm la này các ông có nghi ngờ gì thì cứ nêu ra các ông cứ tùy ý hỏi đức phật sẽ giải đáp hết trong phật pháp quan trọng nhất là phá mê sanh tính có nghi ngờ nhất định phải hỏi nếu có nghi ngờ mà không hỏi thì chắc chắn sẽ sanh ra chướng ngại rất lớn trong việc tu học chúng tôi nói tu học các vị nhất định phải hiểu tu học chính là đời sống hiện thực của chúng ta tu hành với đời sống là một sự việc tuyệt đối không phải là hai sự việc hầu hết mọi người hiện nay thường hay xem việc tu học với đời sống thành hai sự việc thế thì hoàn toàn sai rồi cho nên họ ở trong đời sống không thể cải thiện được Họ không được lợi ích Không được tốt đẹp Chính là do quan niệm sai lầm này tạo nên Thị thời diêm la thiên tử Chim lễ thế tôn Cập hội thị địa tạng Bồ Tát Đây là lễ tiết Chỗ này chúng ta cũng phải học theo những người này là tùy tùng cùng đi với bồ tát địa tạng đến pháp hội này họ thỉnh giáo đức thế tôn nhất định không thể quên lão sư của họ bồ tát địa tạng là lão sư của họ cũng phải thăm hỏi lão sư chào hỏi lão sư đây chính là mong lão sư gia trì Nhi bạch Phật ngôn Rồi mới nói Thế Tôn Ngã quán địa tạng Bồ Tát Tại lục đạo trung Bách thiên phương tiện Nhi độ tội khổ chúng sanh Bất từ bì quyện Thì Đại Bồ Tát Hữu như thị Bất khả tư nghị Thần thông chi sự Đây là khen ngợi trước thần lực từ bi của Bồ Tát Địa Tạng. Các vua Diêm La biết rất rõ về Bồ Tát Địa Tạng này. Đối với tâm từ bi và oai đức của Bồ Tát Địa Tạng, họ từ lâu đã vô cùng kính ngưỡng rồi. lời ngài nói toàn là sự thật bồ tát địa tạng ở trong lục đạo đặc biệt là tam độ chúng sanh nơi nào thọ nạn khổ nhất thì bồ tát địa tạng nhất định sẽ đến nơi đó nhất định không từ bỏ chúng sanh ngài giáo hóa chúng sanh có vô lượng vô biên phương pháp ở trên kinh chỉ nói đại khái chỉ nói cương lĩnh nguyên tắc mà thôi chúng ta từ trong bộ kinh này hãy thể hội thật tỉ mỉ đâu chỉ có trăm nghìn phương tiện độ hóa những chúng sanh tội khổ này vĩnh viễn không có mỏi mệt là giống như bồ tát phổ hiền vậy tột bờ mé dị lai cũng không có mệt mỏi không mệt không chán câu cuối cùng là khen ngợi ở với bồ tát có những sự thần thông không thể nghĩ bàn như vậy nhiên chư chúng sanh thoát hoạch tội báo vì cũ chi gian hữu đọa ác đạo Đây chính là Chỗ mà vua Diêm La nghi ngờ Không thể lý giải được Họ nói ra chỗ nghi ngờ rồi Những chúng sanh này Đã thoát khỏi ác đạo tội báo chính là chỉ ba đường ác thoát là thoát khỏi hoặc là được thoát khỏi tội báo nhưng vị cũ chi gian hữu đọa ác đạo vị cũ là thời gian rất ngắn ngủi trong chú giải có nêu ra thí dụ là nêu ra địa ngục đẳng hoạt ở trong địa ngục địa ngục đẳng hoạt là thuộc một trong tám địa ngục lớn tuổi thọ ở trong địa ngục này giống như tứ thiên vương vậy năm mươi năm của nhân gian bằng một ngày trong địa ngục người này rời khỏi địa ngục đi đến nhân gian ở nhân gian lại tạo tội nghiệp, cho dù sống đến một trăm tuổi, sau khi chết rồi lại trở về địa ngục. ở địa ngục tính ra mới có hai ngày, một trăm năm ở nhân gian bằng hai ngày ở địa ngục rồi. họ đi làm sao? mới hai ngày đã trở lại rồi. sự việc này quá nhiều quá nhiều. thông thường ở trong cõi quỷ, cái gì biết? Một ngày trong cõi quỷ Là một tháng của nhân gian chúng ta Trải qua một năm ở nhân gian Thì ở cõi ngạ quỷ mới có 12 ngày Cho nên họ có thể nhìn thấy những người này Tiếp nhận sự giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng hết lòng hết dạ khuyên bảo Họ giác ngộ rồi Quay đầu rồi Một niệm quay đầu như vậy họ liền thoát khỏi ác đạo cho dù ở địa ngục a tỳ cũng không ngoại lệ chỉ cần bạn một niệm hướng thiện thì một niệm đó liền thoát khỏi ngay không nên xem thường một niệm này người thế gian chúng ta niệm phật giảng sanh tịnh độ cũng là một niệm một niệm lúc lâm chung đó nếu như bạn niệm là a di đà phật bạn nghĩ đến là thế giới tây phương cực lạ thì một niệm đó liền giảng sanh ngay bình thường vậy chúng ta niệm phật là huấn luyện chỉ sợ lúc sắp mạng chung sẽ quên mất một niệm này một niệm đó sai lầm thì hỏng rồi bình thường là giống như luyện binh vậy một niệm cuối cùng lúc lâm chung đó là giao chiến hơi thở này của bạn dứt rồi bạn đến thò sanh ở cõi nào là nương vào một niệm lúc lâm chung đó cho nên chúng ta phải xem trọng một niệm này làm sao mới thật sự nắm chắc để cho một niệm này không bị mất đi nhất định phải biết tu phước người có phước báo Chân thật có phước báo Không phải hiện tiền Có của cải, có địa vị Không phải vậy Phước báo này là giả Chân thật có phước báo Là lúc mạng chung Không có bệnh khổ Biết trước giờ đi Biết mình lúc nào sẽ đi Không bị bệnh Biết rất rõ ràng, sáng suốt Đi ở tư thế đứng Tư thế ngồi Vô cùng tự tại Người này gọi là Đại Phước Báo rồi Tại vì sao nói họ là Đại Phước Báo vậy? Bởi vì họ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi Không tạo những nghiệp lục đạo này nữa nếu như họ quay trở lại nhân gian quay trở lại lục đạo nữa thì họ là bồ tát chứ không phải phạm phu họ đến thế gian là tùy loại hóa thân là giống như những vị vua diêm la này vậy là hóa thân đến họ là đến để cứu khổ cứu nạn giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này tuyệt đối không phải tạo nghiệp thọ báo đây gọi là đại phước báo đây là phước báo đích thực chúng ta nhất định phải thấy rõ ràng phải thấy minh bạch cho nên không nên cầu phước báo hữu lậu thế gian chúng ta nên tu phước báo vô lậu như vậy mới là người trí huệ đích thực người thật sự sáng suốt nhà phật gọi là người chân thật giác ngộ đây là hiện tượng mà họ nhìn thấy liền thỉnh giáo giới thích ca vô ni phật thực ra những sự việc này đâu có chuyện họ không biết đây chính là đã biết rõ mà vẫn hỏi để cho phật nói ra thì mọi người mới tin bồ tát nói ra quỷ vương nói ra thì mọi người vẫn không đủ niềm tin cho nên thỉnh phật nói cho nên cách hỏi này là thuộc về cách hỏi nhằm lợi lạc cho hữu tình chứ không phải họ không biết Họ là hỏi thay cho chúng sanh Đây là điểm chúng ta nhất định phải học tập Nếu muốn Phật Pháp Hoàng dương rộng khắp Nếu muốn Phật Pháp trụ lâu ở thế gian Thì nhất định phải biết Nêu ra nghi vấn Thay cho chúng sanh này Thế Tôn Thị địa tạng Bồ Tát Ký hữu Như thị bất khả tư nghị thần lực Vân hạ chúng sanh Nhi bất y chỉ thiện đạo Vĩnh thủ giải thoát Duy nguyện thế tôn Vị ngã giải thuyết Đây đích thực là nghi hoặc Lớn lao của chúng ta Các ngài rất từ bi Nêu ra câu hỏi thay cho chúng ta Trí huệ từ bi Thần thông Đạo lực Của Bồ Tát Địa Tạng Không có khác gì So với chư Phật Như Lai Điểm này chúng ta phải biết Học trò của Bồ Tát Địa Tạng Người đã thành Phật Không thể tính hết Không cách gì tính đếm được Nhưng vị lão sư này Vẫn ở địa vị Bồ Tát Đây là từ bi đến cực điểm Tại vì sao Ngài cứ ở địa vị Bồ Tát Mà không dùng địa vị Phật Để độ chúng sanh Điểm này mọi người nhất định phải biết Phật là sư đạo Pháp thế gian và xuất thế gian Nhất định phải tôn sư trọng đạo Cho nên Dùng thân phận lão sư Chỉ văn lai học Vị văn vạn giáo nghĩa là chỉ có bạn đến nơi đó để cầu học chứ không nghe nói lão sư đến dạy bạn không có đạo lý này hay nói cách khác dùng thân phận phật để độ chúng sanh sẽ có rất nhiều việc bất tiện không thể chủ động để đi giáo hóa chúng sanh cũng không thể nói là không có người mời thỉnh để phật nói nhất định phải có người mời thỉnh nhất định phải để người ta tôn kính đối với pháp tôn kính đối với học thuật thì lão sư mới có thể dạy thân phận bồ tát thì khác thân phận của bồ tát là bạn học là thân phận học trưởng cho nên giống như lời trong vô lượng thọ kinh nói là làm người bạn không mời đây là bồ tát phật thì không được rồi cho nên phật phải lui lại địa vị bồ tát mới có thể rộng độ chúng sanh trí huệ thần thông Đạo lực của Bồ Tát Địa Tạng thực sự không có khác gì So với tất cả như lai Tại vì sao những chúng sanh này Lại không nghe lời vậy Không tuân theo Sự dạy bảo Của Bồ Tát để Vĩnh thủ giải thoát Nói thật ra Chúng ta nhìn thấy những tôn giáo khác trong thế gian Thậm chí là nhìn thấy Ở trong nhất quán đạo Kinh điển của nhất quán đạo Trong đó cũng có nhắc đến Khuyên người ta niệm a di đà Phật Cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Để vĩnh viễn được giải thoát Trong đó cũng có khuyên người ta Niệm quan thế âm Bồ Tát Tiêu tai miễn nạn Tại vì sao người ta không chịu nghe Chúng ta nói câu chung chung Là tập khí nghiệp chướng Quá nặng Cũng tức là tham sân si Vọng tưởng quá nặng Không thể buông xuống được Bên trong Có tập khí phiền não Từ vô thị kiếp đến nay Bên ngoài lại bị cám dỗ Bởi ngũ dục lục trần Cảnh giới bên ngoài Hiện nay trong ngũ dục lục trần Lại cộng thêm yêu ma quỷ quái nữa Thì sức mạnh càng thêm lớn Cho nên vừa thoát ra khỏi địa ngục sanh đến cõi người Chưa được bao lâu Lại bị mê hoặc lại tạo tội nghiệp lại đọa lạc trở lại rồi không phải là địa tạng bồ tát không có năng lực này mà vì chúng sanh không chịu nghe lời không thể y giáo phụng hành cho nên mới chuốc lấy những khổ nạn này hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà phật